Nếu mà dùng một từ để miêu tả chiếc Hyundai Custin này thì chắc là dùng từ ngon. Một mẫu xe quá rộng, hàng hai thì mỗi người một ghế, cửa lùa, động cơ 1.5 turbo, hộp số tự động 8 cấp, 6 cấp thì nó bình dân thôi, nhưng mà 8 cấp ấy thì nó ở một cái tầm khác. Rất ít xe trong cái tầm giá này được trang bị hộp số 8 cấp, có từng đó các cái điểm mạnh, cộng thêm cái mức giá từ 850 triệu. Thì dùng từ ngon để miêu tả thực sự nó không quá tí nào nếu mà nhìn vào những cái điểm mạnh này thì chưa thấy con xe nào thuyết phục hơn trong cái tầm giá này cảm giác như cái mẫu xe này nó dồn tất cả những cái mẫu xe mà cùng tầm tiền vào chân tường kể cả người anh em Hyundai Tucson sự thật có phải là thế không cùng tôi phân tích trong video nếu mà nói nó đáng lựa chọn hơn chiếc Hyundai Tucson ấy, thì theo tôi nó chỉ đúng 50% còn 50% còn lại là sai thứ nhất là ngoại hình của chiếc Hyundai Tucson nó đẹp hơn cửa lùa mình dùng thì thích, ra vào nó tiện, người ngồi sau mở thì đỡ cản trở giao thông, đỡ gây nguy hiểm cho người đi đường, an toàn hơn so với cái kiểu mở truyền thống. Nhưng mà xét về mặt thẩm mỹ thì tôi đánh giá là xấu. Chưa kể đến cái đường hõm vào ở bên hông phần đuôi xe này, thì tôi đánh giá cái đường hõm vào này nó là một cái điểm khiếm khuyết trong cái tổng thể thiết kế. Như là một cái khuôn mặt rất xinh mà lại có một cái nốt ruồi bên cạnh mà thực tế là hình dáng của chiếc tên này nó mang hình dáng của MPV tức là cô gái này cũng không được xinh cho lắm nhưng vẫn có cái nốt ruồi trên khuôn mặt nếu mà so với chiếc túc sơn ấy, thì chắc chắn là không bắt bắt bằng được thứ hai là cái con tên này nó phục vụ quá nhiều cho người ngồi sau nói trắng ra ấy, là người ngồi sau sướng hơn người ngồi trước ghế sau này nó được tinh chỉnh các kiểu lên cao xuống thấp ngả nâng chân các kiểu anh em thì phải hiểu như này một con xe ấy, nó sẽ được phân bố chi phí sản xuất nó thêm cái nọ thì nó sẽ phải cắt cái kia đi làm gì có cái chuyện 850 triệu mà hoàn hảo từ A đến Z phần tiếp theo tôi sẽ chỉ cho anh em những cái điểm cắt giảm trên con xe này nếu mà nhu cầu sử dụng chủ yếu sử dụng hàng ghế trước thì tôi khuyên anh em đừng tham cái hàng ghế thứ hai này mua CUV hạng C là đủ dùng tôi sẽ chỉ ra những cái điểm thua thiệt của cái mẫu xe Custin này so với CUV hạng C ngay sau đây đầu tiên là phần túi khí cái bản tiêu chuẩn 850 triệu này Nó chỉ có 4 túi khí thôi Trong khi Túc Sơn bản tiêu chuẩn Vẫn có 6 túi khí Như cái bản cao cấp Đó là cái điểm thua thiệt đầu tiên So với các mẫu CV hạng C Vì CV hạng C cùng tầm tiền như CX5 này Tucson Sơn này Hay Sportage Không có cái mẫu xe nào mà cái bản tiêu chuẩn của nó Bị cắt túi khí rèm cả Thực ra tôi thấy như này Những cái con xe mà dưới 700 triệu Thì các cái bản thấp hay bị cắt túi khí rèm Chứ từ 850 triệu đổ lên ý, mà cắt túi khí rẻm thì tôi thấy có sự bất cân xứng trong việc phân bố chi phí sản xuất. Sản xuất một mẫu xe nào đó thì cắt cái này sẽ phải thêm cái khác. Thêm thì chúng ta đã có được những cái điểm mạnh ở phần đầu video rồi. Còn cắt giảm thì bây giờ tiếp tục nói tiếp. Hệ thống treo. Custin này sử dụng thanh cân bằng tức là hệ thống treo phụ thuộc tương tự như trên Accent hay là Elantra. Nhưng mà chiếc túc sơ này nó sử dụng hệ thống treo đa liên kết mà hầu hết những cái mẫu xe CV hạng C cùng cái tầm tiền này đều sử dụng hệ thống treo độc lập. Thì đây là cái điểm thua thiệt tiếp theo của chiếc Custin này nếu muốn lấy khách của các mẫu CV hạng C. Như này, xe đa hạng C thì rất nhiều các mẫu xe vẫn giữ lại hệ thống treo phụ thuộc vì gầm nó thấp rồi. Bản thân nó cũng đã có sự ổn định nhất định. Nhưng cái mẫu Custin này nó là gầm cao mà vẫn sử dụng hệ thống treo phụ thuộc. Thì cái mức độ ổn định và cái độ lắc lư của xe nó là một câu hỏi Chắc chắn là nó sẽ không ổn định bằng sedan rồi Và khả năng cao nó cũng sẽ không ổn định như các mẫu cvc hạng C Mà có hệ thống treo độc lập, hệ thống treo ngon hơn Thế nên là cái mẫu Custin này tôi đang băn khoăn Là cái mức độ phù hợp của nó cho gia đình nó sẽ đến đâu Có sự lãng phí ở đây hay không Vì cái mẫu Custin này nó dành toàn bộ tâm huyết cho cái hàng ghế thứ hai nếu mà tần suất dùng hàng ghế thứ hai nó trên 50% thì chiếc Custin này rất xứng đáng. Nhưng nếu xét với nhiều nhu cầu khác nhau, những người mà hay đi một mình, thỉnh thoảng cả nhà mới đi đâu xa, thì bây giờ đánh đổi hai cái ghế chủ tịch này để lấy những cái thứ khác thì nó có xứng đáng hay không? Thì lúc này chúng ta sẽ lại phải cân nhắc những ai mà đang sử dụng xe mà phục vụ cho gia đình ấy, thì comment giúp tôi xem cái tần suất của mọi người sử dụng hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba nó là bao nhiêu phần trăm. Thì để chúng ta cùng thảo luận. Ok, một vài phân tích nhỏ liên quan đến mẫu Custin mới này xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo